Hello, xin chào các bạn. Mình là Đỗ Mạnh Hồng đến từ công ty Phụ Kiện và Cấu Tạo Việt. Hôm nay mình xin giới thiệu tới quý anh chị sản phẩm kích tan dàn giáo của bên mình. Kích tan dàn giáo của bên mình thì sản phẩm được cán răng, hàng rất là nặng nha. Khung tán thì làm được bằng đúc, được đúc bằng gan, rất là chắc chắn. Hôm nay mình sẽ căng cái sản phẩm của bên mình cho các bạn và quý anh chị thấy. Ở đây mình có một cây là kích 34, một cây này là kích 38. Bây giờ mình sẽ căng thử nha. Đầu tiên mình sẽ căng cái sản phẩm là chân kích 34. Chân kích 34 của bên mình nặng đến 2 kg lận. Tiếp tục là mình sẽ căng cái sản phẩm là căng kích 38. Cái căng nó hơi bị lệch xíu. Tiếp tục mình sẽ căng cái chân kích 38. Cái chân kích 38 là nặng gần tới 2,5 kg. Ok. À, rất là chất lượng. Ống rất là dày. Anh chị xem ống nè. Đường hàng rất là to. Khung tán này bên mình bao cho các bạn đập luôn nha. Bao đập không bể. Ok. Vậy nếu mà anh chị cần cái sản phẩm của mình thì có gì liên hệ tới số điện thoại 0937 626 579 nha. Xin cảm ơn.